dance, baby. Baila, baila, la bamba. Baila, baila. Sáng nay tàu của Trang đã chuẩn bị cập bến Mexico, đảo Cozumel. Ở đây cũng có rất là nhiều chiếc tàu đang đậu trước đây. Tàu của Trang đậu bên cái land này. Phía trên là các tài công lái đó cả nhà. Đẹp quá cả nhà ơi, mới sáng là nhìn cảnh quá đẹp luôn. Chồng Trang ở bên đây nè, chờ chồng Trang ngắm chút rồi vô cả nhà. Bây giờ vợ chồng Trang xuống ăn sáng. Trang còn có mấy gói này nè cả nhà. Còn một gói mì omechi, một gói mì chay và một gói phở. Sáng Trang phải ăn món có nước. Thì thôi bây giờ Trang ăn mì chay đi. Mì chay lá bồ đề. Bóp nhuyễn ra trước đi. Để xuống dưới bóp người ta cười. Bớt nhuyễn ra trước rồi đổ nước vô lấy muỗng múc ăn cả nhà. Mì của Trang xong rồi, Trang mời cả nhà dùng chung nha. Chồng Trang thì uống sữa với ăn chút đồ Mỹ rồi uống thuốc. Về nhà thì ăn kiêng, ở đây thì không có đồ ăn kiêng thì dùng tạm. Dùng xong rồi trở lên phòng. Tại vì mọi người xuống đông lắm, bây giờ chờ vắng vắng thì mới xuống. Trở lên phòng để nhìn xuống cái đường đi nè cả nhà. Họ đang mới vừa cập bến thì bắt đầu họ đi. Họ đi nhiều lắm. Thì đợi vắng vắng mình đi từ từ. Tại vì không có chơi tour du lịch nhiều thì cũng không có gấp gáp thời gian gì để mà vội vã đi. Giờ chồng Trang rủ lên cái tầng lầu tầng thứ 11 á cả nhà, để nhìn bao quát tất cả các con tàu nó đang đậu bến ở đây. Trang quay cho cả nhà xem. Đây là con tàu kế bên nè cả nhà. Tàu của họ thì thấp hơn con tàu bên Trang một chút xíu. Tàu bên Trang nhìn xuống thấy tàu của họ ở bên đó, cái hồ bơi đó cả nhà. Cái hồ bơi ở giữa cái tầng của họ, tầng trên cao đó. Còn đằng kia là hai chiếc tàu lớn nữa đó cả nhà. Hôm nay là hội tụ 5 chiếc tàu lớn cập bến Mexico. Nhìn đẹp quá chừng nên nhìn mê, ở ngoài mê lắm. Thì Mexico là cái điểm ở đây nè cả nhà. Mọi người đang đi bộ đổ vô đó để tham quan. Thì bữa hổm vợ chồng Trang cũng cập bến Mexico mà ở điểm khác. Thì hôm nay cập bến Mexico ở cái điểm này khác. Biển cả mênh mông. Đó. Ông xã đang đây. Đó. Ngắm con tàu kia. Hello honey, how are you? Xin chào các bạn. Để đang chạy vòng qua bên đây nè cả nhà. Hồi nãy bên kia thì thấy là ba con tàu ha. Rồi bên đây một con tàu. Rồi xa xa có hai ba con tàu nữa. Là bữa nay thì 6-7 chứ không phải 5. Nhưng mà 5 con tàu thì nhìn thấy ở gần Trang hơn. Anh vô Thái à? Yes, I come here. Honey dream. No, honey. Real. They dream. Women dream of honey. Uh-huh. Oh. Special honey is a dream. Oh, oh. All women love. Chẳng ghê không? Anh nói là mà phụ nữ mơ ước ổng ổng là đặc biệt. Trang đùa một chút vậy thôi chứ chồng Trang nói không ai yêu chồng Trang, chỉ có mình Trang yêu à. Honey, 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 honey. Thì quay ở tầng trên quá nhiều con tàu cho cả nhà xem. Bây giờ vợ chồng Trang đi xuống dưới cái tầng 10 của Trang. Thì bài trí rất nhiều cái con thú quấn bằng cái khăn này cả nhà. Thì Trang cũng ghi vài bộ hình ở đây để lưu niệm.
Chồng Trang nói giờ vắng vắng rồi, bắt đầu đi ra ngoài chơi được rồi nè. Mời cả nhà theo vợ chồng Trang bước ra ngoài đi đến Mexico. Đây ở ngoài nè, họ quá trang rất là đẹp để mình tặng tiền họ rồi mình chụp hình lưu niệm. Mọi người đang thích thú chụp cũng rất là nhiều. Nhưng mà chồng Trang nói là đang chờ đợi đông quá, thôi đi vào bên trong đi. Đi vào bên trong có gì hồi thích thì ra ngoài và chụp. Trang đến đây lần thứ ba cái khu này rồi, thì Trang thích các hoạt động ở đây lắm. Thì Trang tặng tiền cho họ và họ đàn nhảy múa với Trang, mời cả nhà xem cho vui ạ. Vui quá cả nhà ơi. Vì các chị kênh YouTube Trang cũng chưa đi du thuyền cũng hay hỏi Trang, thì bây giờ Trang nhờ chồng Trang giới thiệu các cái tour mình có thể chơi ở trên đây, thì nó có trên mạng và Trang sẽ để đường link ở dưới các bình luận. Mời cả nhà nghe ạ. You can take a trip through the ocean on a boat, a small boat, like a fun boat. You can go swim with the dolphins, which you did. You went to swim with the dolphins. You can go to ancient Mayan ruin called Tulum, a different one. See, here's a zip line. That's what zip line means right there, where you hang by a rope and you shoo, go real fast. And you can go eat lunch with the Mexicans. You can go on a trip through the beach and do some other stuff. Here they teach you how to cook like Mexicans. Here's where you swim with the dolphins again. Here's where you go to another Indian, old Indian town called Chan Kanab. Here's where you go to Passion Island. It's another little island that's got a beautiful beach. And then here's a way to get around Mexico. They take you in a van. That's what we do. Here they teach you to make Mexican art. See how they do the pottery, paint, and they teach you how to make Mexican stuff. Like the old Indians did. Here's a place where they make chocolate, honey, and tequila, wine, not wine, tequila, whiskey, whatever it is, tequila. And they drink it, and I just messed up the whole page. Just keep touching it. Here again, zip line, zoom, 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 so you hang by the rope and you slide through. Here's just a special park that you go to visit. Here's where they take you shopping. Here's where you go an underground river. It goes under water. See the cave? You're inside a cave. And it's a river. You can go in there. Here's swimming underground, under the water. So they help you do that. This is where, again, they take you to the Passion Island on a big fancy boat. Here you go to see the turtles. See, there's a bunch of big turtles under the water, and they'll take you so you can see them. And here's where you swim with the dolphins again. Okay, that's just page one. Now page two, let's see, it's probably all the same stuff. Here they teach you to go on those boats, those little boats where you stand up, like they talk about. They teach you how to do that in Cozumel. And then here's where you go have a show from the ancient Indians, like you see when they dance. This is a big show when they dance. Here you learn to go underground and under the water, and swim. It's called scuba, where you swim under the water. Here you go snorkel. See, she just has, see, this is a different snorkel, is where you have that little tube. You have to stay close to the top of the water so you can breathe. This is called scuba because they take air with you and you go way down deep in the water. You can do all that if you want to. Here you go swim with sharks and big stingrays, like she's doing. Here they take you on a special little boat, just have fun. Here they take you on a boat that goes under the water. It's called a submarine. That's a boat that goes under the water, submarine.
Here you take a ride through Cozumel. Here you take a bicycle through Cozumel. Here you take a bus through Cozumel and some other park, more zip line, more caves, a zip bay. Đó là các tour du lịch ở đây. Bây giờ vợ chồng Trang tới bụng rồi cả nhà ơi. Bây giờ đi ra ngoài, đi thẳng ra phía sau á để tìm vào quán ăn. Thì ở đây người ta nói cũng có nhiều quán lắm. Đợt trước Trang đi ăn cái quán không được ngon lắm. Thì đợt này thì Trang có nghe người ta giới thiệu cái quán này ngon nè. Bây giờ vợ chồng Trang thử đi đến đó, thì đi qua các cái quầy lưu niệm rồi sẽ tới cái quán đó. Đây là cái quán Phú Linh. Bây giờ Trang thử coi nó ngon và rẻ như người ta nói không nha cả nhà. Thì trong khi chờ đợi họ làm món thì Trang quay ở ngoài cho cả nhà xem cái đường phố ở bên đây. Cái khung cảnh từ trên quán ngó xuống là mọi người ở trong du thuyền, trong người ta cũng đi ra đây đi bộ. Vì xe cộ, đường xá, khí hậu y như Việt Nam của mình. Có chiếc xe chở lá dừa nữa cả nhà. Có những người ở đây thì họ đi chơi bằng các tour xe chở họ đi vòng vòng. Còn vợ chồng Trang thì ngồi ăn, đang gọi món. Trang gọi một ly sinh tố xoài với lại một cái cua hoàng đế. Cái giá nó là 25 đô la cả nhà. Ly sinh tố xoài này 5 đô la cả nhà. Để Trang dùng thử cho con không ta. Dạ. Mời cả nhà. Ly sinh tố đó 5 đô la, còn cái dĩa cua hoàng đế này 25 đô la, rất là nhiều cả nhà. Hình như là 2-3 cái que bự họ chặt ra, họ xào lên lẫn đó. Chồng Trang không ăn thử miếng nào luôn, rồi có một mình Trang ăn. Thì thôi Trang xớt ra cái dĩa, Trang ăn chút xíu. Giờ Trang ăn thử mà cả nhà nha. Ngon quá cả nhà. Thì lâu ngày trên du thuyền quá không có được ăn hải sản đồ ngon, người thèm quá chồng Trang mua cho Trang, nhưng mà Trang gắn răng tạm vô cũng không ăn được gì nhiều, để lấy cái nĩa rồi lấy cái tay bẻ ra dùng một chút, rồi còn bao nhiêu thì cho họ đem dẹp vô. Thì Trang cũng xớt ra kỹ lưỡng. Thì Trang thấy nhiều quá, Trang cứ lo sợ là nó ghi giá 25 đồng mà cũng một người, còn mình kia một dĩa nó thấy hai người chắc 50 đô. Nhưng mà cuối cùng một hồi tính tiền á cả nhà là 25 đô, đúng 25 đô chứ không phải 50 đô. Thì cũng rẻ, là chồng Trang cũng tiếp cho họ một ít. Rồi dùng xong thì vợ chồng Trang đi ngược trở lại cái khu này. Cái khu này nhìn là đẹp nhất nè, là nhìn thấy 5 con tàu luôn. Nhưng mà Trang cứ lây hoay lúi cuối, không biết làm sao để chụp ra một bức tranh với 5 chiếc du thuyền này. Tại vì 2 chiếc bên phải này nó nằm hơi rời ra. Nhưng mà chồng Trang có cái cách chụp. Thì chồng Trang kêu tìm chỗ đứng đi, chồng Trang sẽ chụp cho một tấm, kéo cái điện thoại kiểu gì đó mà ra cái bức tranh có Trang và 5 cái chiếc thuyền này luôn. Thì Trang đứng không được nhúc nhích, mà Trang nhúc nhích thì chồng Trang làm hư hoài, ra Trang tấm hình mập ù. Thì cuối cùng cũng mấy phút thì chồng Trang cũng cho Trang được một tấm hình đẹp nè cả nhà, để Trang đăng cả nhà xem nha. Wow, cuối cùng cũng chụp được, mà cảnh quá đẹp luôn. Trang mê mẩn cái khu này cứ đứng hoài, nhưng mà chồng Trang nói thôi đâu còn gì nữa đâu, thôi đi trở lại du thuyền để mà nghỉ ngơi. Thì bây giờ đi lại cái cổng này nè nhà, vô cái cổng rồi đi qua bên kia, qua khỏi cái cổng của Mexico rồi bắt đầu đi bộ ra cái con đường này. Thì cũng đi mé bên hông này để thấy 5 con tàu. Thì đi dọc theo bên hông này để trở về theo cái lối đi của ban đầu để về con tàu của tụi Trang. Thì trở lên tàu rồi đi ngang cái quầy này, người ta vui chơi uống rượu nè. Có những người ta về rất sớm, thì cũng có người người ta không thích đi, người ta ở lại trên đây cũng vậy, cũng được. Thì vợ chồng Trang thì đi lên phòng một chút. Wow, trở lại phòng họ dọn sạch sẽ, họ trang trí nè cả nhà. Họ lúc nào cũng trải cái mền của tụi Trang rồi để những cái con thú họ làm sẵn nè. Chồng Trang đeo mắt kiến cho nó nữa nè. Ở bên đây nè, cái con của hôm qua Trang để dành lại. Trang để dành lại thì giờ đem 2 con lại với nhau nè. Nhìn cưng hơn cả nhà. Họ khép tay dễ sợ luôn á. Chồng Trang thì nay
lấy mắt kiến đeo cho nó, đeo mắt kiến vô cho nó dễ thương, cưng xỉu không. Cái bức tranh này đẹp thiệt chứ. Chồng Trang trời ơi, bữa nay giỡn nữa, lấy mắt kiến khác đổi cho nó kìa. Nãy là mắt kiến diễn thị, còn giờ mắt kiến mát cho nó ngầu đi tắm biển cả nhà. Các phục vụ ở đây họ rất là vui vẻ, dễ thương. Vợ chồng Trang thì nói bình thường, ngày thường thì không có dọn phòng, khỏi cần dọn. Vợ chồng Trang cũng không có làm gì dơ. Còn khi nào đi xuống Mexico, Bali thì tự động họ vô họ dọn, dặn không mà họ cũng dọn. Tắm thay đồ xong rồi ra đây ngồi chơi nè cả nhà. Thì có cái ban công thì giá nó mắc hơn thì nhưng mà nó thích hơn. Thì họ bắt đầu họ cũng đi về thiền của Trang rất là nhiều nè. Hồi nãy họ đi ra, bây giờ họ đi vô. Thì con tạo kế bên của Trang là ở bên đây nè cả nhà. Thì ở trước cái dãy ở trước ngang đó cả nhà, đó là các thiền tự trưởng đồ là họ ngồi ở đó để mà họ điều khiển con tàu á. Còn bên tàu của Trang là ở trên đây đó, ở trên cả nhà. Thì phòng của Trang ngó lên là thấy cái khu của các thuyền trưởng điều khiển. Giờ con tàu Trang sẽ rời bến nha cả nhà. Đó, họ nhổ dây ra cả nhà, họ tháo dây ra là cái dây thứ nhất. Bây giờ là cái dây thứ hai. Đó, dây thứ hai được tháo ra, họ đi qua tháo cái dây thứ ba. Là tháo xong các sợi dây rồi thuyền Trang bắt đầu rời bến nha cả nhà, rời bến đi trở về nước Mỹ đó. Ở cái đuôi tàu cả nhà thấy không, các con tàu Trang nó bắt đầu nó dẹt dẹt ra xa xa cái đường đi á cả nhà. Đó, nó dẹt từng chút ra, từ từ nó ve từ cái đuôi trước rồi ve cái đuôi xa dần đó cả nhà thấy không, xa dần. Thì các phòng có cửa sổ hoặc có ban công ở ngoài thì họ đều thích đứng đây để ngắm nhìn. Và bye bye, những người bên tàu kia họ cũng vui lắm, họ phấn khởi lắm, họ bye bye từ biệt cái tàu của Trang này. Mọi người bên tàu của Trang cũng bye bye họ, tạm biệt họ. Rồi tàu của Trang đã đi xa rồi cả nhà, xa dần với các cái tàu đang đậu thì chuẩn bị chuyến trở về nước Mỹ. So this is when we were leaving Cozumel and we were headed back to Texas. So this was 2 days, and then we're done. No more vacation. So we were sad. Bye bye, Cozumel. We're going home to work. Texas. And work. Tạm biệt. Chồng Trang đang rất là buồn cả nhà ơi. Chuyến du lịch đã gần kết thúc rồi. Bây giờ thuyền sẽ đưa tụi Trang trở về tới xịt trong 2 ngày. Chuyến du lịch nghỉ ngơi đã không còn nữa, chỉ còn 2 ngày ở trên thuyền thôi. Trở về nhà phải bắt đầu mọi việc từ đầu, bắt đầu lo cơm áo gạo tiền làm việc. Thì Trang cũng cảm ơn cả nhà đã du lịch cùng gia đình Trang đến 2 đất nước. Và Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau 2 ngày trên du thuyền nữa nha cả nhà. Trang cảm ơn. Hẹn gặp lại. Bye bye.